Vâng, chào mừng các bác đã đến với kênh của Đồ Gỗ Kinh Bắc bên chúng em. Và hôm nay là buổi sáng ngày 26 tháng 8 năm 2024. Và trong clip ngày hôm nay thì bên Kinh Bắc chúng em xin giới thiệu đến các bác về một bộ sản phẩm bàn ghế sofa trên thuyền. Và bộ này thì sẽ bao gồm 5 món này. Trong đó có một chiếc đoạn dài kích thước dài là 2m33, cao 75, sâu 80. Một chiếc đôn góc là 70x70, một chiếc văng đôi. Kích thước dài là 1m33, cao 75 và sâu cũng là 80. Và một bàn trà trung tâm kích thước là rộng 81, dài là 1m27 và mặt cao là 54 phân. Cuối cùng thì bên em làm là một chiếc đôn ngồi kích thước dài là 97, mặt rộng 55. Và chọn bộ sản phẩm thì được bên Kinh Bắc chúng em hoàn thiện và làm theo đơn hàng của gia đình nhà chú Long đến từ khu vực xã Vân Trì thuộc ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và trên màn hình quý vị anh chị đang theo dõi ở đây là một bộ sản phẩm đã hoàn chỉnh xong về phần sơn và phần đệm. Với cái quy cách và cái tiêu chuẩn là hàng khung tranh 4 này, ván dày 2 phân và toàn bộ ván là ván soi huỳnh lồng khung. Đó, toàn bộ ván là ván soi huỳnh lồng khung, một trong những cái kỹ thuật làm rất là cao, và đặc biệt là cái kỹ thuật này thì nó chống được sự cong vênh, chống được sự co ngót tụt ván, và thứ hai là tạo lên những cái đường huỳnh này, các bác nhìn này. Tạo lên những cái đường huỳnh rất là đẹp nhá. Toàn bộ là ván soi huỳnh lồng khung. Đó, soi huỳnh lồng khung. Với tiêu chuẩn là toàn bộ khung tranh là khung tranh dày 4 phân và ván thì bên em làm là ván dày 2, đó, khung tranh 4 ván 2. Và đặc biệt là được chọn gỗ chọn vân, với toàn bộ những cái đường vân thửa gỗ thì hoàn toàn là vân tự nhiên. Với những cái dòng sofa ấy, là một trong những cái dòng gỗ với những cái sản phẩm sofa ấy, là một trong những cái bộ ghế đem lại một cái sự trơn tru hiện đại, khoe được những cái đường vân thửa gỗ. Vì vậy là bên Kinh Bắc chúng em là luôn là lựa cho các bác là những cái miếng ván này rất là nhiều vân, đó, rất là nhiều vân. Đặc biệt là cái dòng gỗ hương đá này là một trong những chất gỗ có thể nói là thuộc nhóm 1 đó, về cái tính ổn định này và độ bền và cái độ ổn định, chất gỗ rất là nặng, độ co ngót thì rất là ổn định, và thứ ba là cái về cái mặt vân gỗ ấy, nó rất là đẹp luôn. Và toàn bộ ngăn kéo thì bên em làm là ngăn kéo là dây gỗ này, và mộng thì là mộng mang cá nhá. Và các bạn nhìn này, rất là dày mộng này, mộng mang cá này, để ngăn kéo đáy liền. Dây thì là dây gỗ mở ra rất là trơn tru. Đó, rất là trơn tru. Và chiếc bàn trà này thì có kích thước dài là 1m27, mặt rộng 81 này. Đó, khung tranh 4 này, khung tranh trên 4 này, khung tranh dưới này cũng là dày 4 phân. Thông thường thì những cơ sở khác ấy, người ta làm ấy, thì khung tranh trên là 4 phân này, nhưng mà khung tranh dưới ấy chỉ làm 3 phân. Và đặc biệt là toàn bộ yếm này, toàn bộ các cái bản yếm này bên em làm là yếm là dày 4 phân. Nó yếm dày 4 phân. Và kể cả là cái ống tơ, các cái ống tơ như này thôi thì bên em cũng đều làm mộng, nó đều làm mộng cắm vào yếm nhá. Vì vậy là cái sản phẩm của Kinh Bắc bên là chúng em ấy thì đều làm là cái mộng rất là kỹ. Đó, mộng mạ cực kỳ kỹ luôn. Và chiếc văng dài này thì có kích thước dài là 2m33 đấy ạ. Dài là 2m33, đó, toàn bộ này. Dây này, mộng mang cá đấy các bác ạ. Đó. Rất là trơn tru. Và bên em thì hoàn thiện thì rất là kỹ, với cái chất lượng sơn thì là O7. Đó, sơn O7. Và cái màu sơn ở đây ấy, thì cũng coi như là cái màu trần nguyên bản vân gỗ đó, màu rất là sáng màu nhá. Đây là mặt ngăn kéo này, với độ dày của phần ván này là dày 2 phân này. Đó, toàn bộ là ván soi huỳnh này ạ. Đó, toàn bộ là được soi huỳnh lồng khung. Khi mà làm soi huỳnh lồng khung như này thì cái công làm ấy cũng sẽ rất là lâu, và thứ hai là về cái kỹ thuật làm ấy, và thứ ba là về cái tính ổn định đó, để cho các bác sử dụng được những cái sản phẩm có độ bền rất là cao. Với chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh tựa này là cao 75, sâu 80. Và ngoài ra thì bên Kinh Bắc chúng em thì có nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã, kích thước và chủng loại gỗ nhé. Các bác mà có cái ý định mà muốn đặt những sản phẩm sofa theo cái yêu cầu riêng ấy, ví dụ như là chiều dài này, đó, chiều sâu này, hoặc là chiều cao, thì các bác có thể là inbox trực tiếp cho bên em. Đó, có những khách hàng là yêu cầu làm khuôn tranh là 85, nó thông thường là 80. Có những khách thì làm 70 thôi, đó. Đây là 80 theo cái tiêu chuẩn hàng VIP đó. 80 là cái tiêu chuẩn hàng VIP nha các bác nhé. Thì cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm hàng được rất là nhiều các bác yêu thích. Toàn bộ thang thì bên em làm là thang hét đó. Toàn bộ thang này, phần tựa này, phần mặt này, toàn bộ là thang hét đó. Toàn bộ thang hét cho các bác sử dụng thì rất là yên tâm. Nó tay hộp này là cao 30 đó, tay hộp cao 30. Và khi mà làm tay thủng như này nhé các bác nhé, thì có một cái công năng ấy, các bác có thể để các cái vật dụng nhỏ nhỏ ở đây, như là những cái quyển sách này, hoặc là thuốc lá này, bật lửa đây, rồi các bác có thể để vào hốc này, nó rất là tiện. Và làm tay hộp như này thì thứ nhất là sẽ tốn gỗ hơn, và thứ hai là khi sơn ấy thì sẽ sơn được cả hai mặt, các bác sử dụng thì rất là yên tâm về cái chất lượng
cái độ sạch sẽ và cái độ nhẵn nhụi. Và tổng quan một bộ cho các bác nhìn nhé, một bộ sản phẩm sofa gồm có 5 món nhé. Đoạn dài là 2m33, cao 75, sâu 80. Một chiếc đôn góc là 70x70 và một chiếc băng đôi dài là 1m33, cao 75, sâu 80. Một bàn trà trung tâm kích thước là rộng là 81, dài là 1m27 và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi kích thước rộng là 55 và dài là 97 phân. Và chọn bộ sản phẩm hàng khung tranh 4, ván dày 2, hàng được làm mộng kỹ, đó, hàng mộng kỹ, chọn gỗ, chọn vân thì được bên Kinh Bắc chúng em đang chào bán với cái mức giá hoàn chỉnh cho chú Long ở khu vực xã Vân Trì thuộc ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội với mức giá là 42 triệu. Các bác mà quan tâm hoặc là có nhu cầu thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bên Kinh Bắc chúng em qua số hotline là 086882400. Cơ sở bên chúng em thì có xưởng sản xuất trực tiếp ở khu vực thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác có thể là qua trực tiếp với bên Kinh Bắc chúng em đó, theo địa chỉ ở Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội để được tham quan chiêm ngưỡng. Và ngoài ra thì bên em vẫn có những cái sản phẩm đang để mộc ạ. Đó, có những sản phẩm đang để mộc để cho các bác về mục sở thị. Đó, các bác về trực tiếp kiểm tra về cái chất lượng gỗ và thứ hai là về xem xét về cái chất lượng hàng khi hoàn thiện. Đó, tất cả những sản phẩm của bên em ấy thì đều hoàn thiện cực kỳ kỹ luôn. Đó, cực kỳ kỹ luôn. Và trong clip ngày hôm nay thì cơ sở bên chúng em cũng xin phép là được kết thúc tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những clip giới thiệu những sản phẩm tiếp theo.